Hey, xin chào mọi người nha. Hôm nay Quy lại tiếp tục làm clip. Đây là anh Chanh nữa rồi mọi người. Hai anh em mình sẽ làm clip là Chào anh làm em. về món gà. Nhưng mà một hồi nữa để Quy làm món gà gì Quy sẽ bật mí cho cả nhà xem sao nha. Đây là những cái gì Quy đem theo, Quy sẽ cho cả nhà cùng xem. Ở đây Quy có đem theo hai con gà và gia vị. Đó, hủ tương ớt và nắp da. Hôm nay mình sẽ làm món gà là gà hấp lá gừng nha mọi người. Một hồi nữa mình sẽ làm và mình sẽ cho mọi người xem sao. Bây giờ để mình mần gà cái nha mọi người. Rồi, tạm thời vậy đi. Bỏ vô đây đi. Rồi. Đó, giờ đem theo cái bếp nước. Rồi. Bây giờ mình sẽ mần gà anh ơi. Mình bắt nước nhỏ lông ra. Rồi, vậy đi. Bây giờ là anh em mình đã mần hai gà xong rồi mọi người. Đấy, bây giờ mình chỉ có là ớp gia vị cái nữa. Thôi anh Chanh ơi, bây giờ mình ớp gia vị luôn anh Chanh. Đây là tương. Tương. Đó, sa tế. Là tương sa tế. Sa tế giờ anh Chanh sẽ đổ vào. Hết chai luôn vậy. Đổ hết luôn đi anh ơi. Đổ hết với cái này là em đã ớp gia vị sẵn rồi nè. Anh chỉ đổ cái này vô cái mình khuấy đều lên. Này cũng học theo ông Quy cho đâu biết làm món này đâu. làm thử coi mốt cái gì ăn thử coi ngon ha. Làm ăn thử đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước mắm này vô luôn đi anh ơi. Cái nào? Nước mắm vô luôn. Ừ, đúng rồi. Luôn. Đổ vô đó luôn. Rồi giờ mình lấy mấy cái này ra. Anh 6 ơi. Con này trắng cái gì cái này cho nó sạch nè bây giờ. Anh hất đại lấy con dao vít ra hết đi. Đó, mình sẽ bỏ ở đây. Đó. Bây giờ tới gì nữa? Lấy tay bóp. Trộn đi. Ừ, chịu khó trộn đều gia vị lên đi anh ơi. Đường bột ngọt với sa tế. Đó. Giờ anh Chanh sẽ ướp gia vị. Ướp xong cái mình sẽ hút toàn bộ lá gừng mình bỏ lên con gà đó và mình chỉ bỏ vô cái nồi đó mình ấy thôi. Lá gừng mình trộn vô vậy luôn gì? Quá đẹp luôn, trời ơi, nhìn thấy chưa hết hấp dẫn nữa nha mọi người. Con gà có màu nhìn đẹp ghê không? Này là cái bằng gà hấp lá gừng. Trộn gia vị xong xuôi. Đầu tiên luôn học theo chị. Rồi bây giờ mình ướp gia vị xong đó, bây giờ mình bỏ vô luôn. Bỏ quần cái này vô luôn, ướp vô luôn. Ướp vô hết luôn. Vô ừ, đúng rồi. Đó. chải đều lá gừng lên, chải đều ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước luôn đi anh ơi. Lấy nước mình đổ vô nồi này đi, giữa tay đi, giữa tay cái mình lấy nước mình đổ vô nồi á mọi người. Giờ sau đó anh em mình sẽ, này là gà hấp lá gừng đó, ăn này có thể là trị được cảm cả nhà, tại tháng này nó lạnh người á, mình ăn này để mình chủ yếu mình đỡ cảm thôi. Chế nước nhiêu thôi? À, chế khoảng chừng nào em nó ngưng khoan đã chán cái nồi cái thằng nào mình rửa nước rồi dưa nước vô đó chán nồi đi rồi giờ chế nước vô đi anh. Nữa đi rồi đó, bây giờ mình sẽ lấy cái ập vô rồi bỏ cái thau này lên luôn anh, lên luôn phải không? Đó đấy, quá đẹp luôn mọi người. Bây giờ mình chỉ có là quyết mình sao? Quyết hả? Đổ quyết vô luôn. Chừng nào chín hay đổ vô? Không quá. Mình đổ vô luôn đi. Đổ vô lát nữa mình khỏi dở ra. Mình chơi một lần màu à. Đó, cho nó làm góc màu đi. Để chú ý, để cho nó thơm á anh. Đấy mọi người, anh em mình đã làm xong. Rồi bây giờ mình bỏ bếp ga. Lên giờ mình chỉ có hấp thôi. Lên ha. Rồi. Lên lửa. Khi ủa chất quất rồi, tính nó khi phố nhỏ lên đèn đó chứ. Chất quất giác đèn nó còn khiến chân à. Tính nó khi phố nhỏ lên đèn là mình lên nồi chứ. Rồi bây giờ anh em mình đợi chút xíu nha. Bây giờ đợi nồi này chín nữa là có món ăn liền. Trong thời gian làm món ăn làm gì ta? À, cả nhà hôm nay Quy có một cái tiết mục rất hay cả nhà, mình sẽ nhảy hip hop cho cả nhà xem nè. Nhảy đi. 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 Nhảy
tranh thủ là cái món này nè. Dạ cũng sắp sôi rồi. Bữa nay thua cá độ đâu anh rồi, bây giờ nhảy xuống sông luôn à. Ăn xong nhảy xuống luôn à. Nói chung là món gà này là quy là hấp gừng đó cả nhà, chủ yếu là làm để cho nó ăn giải nhiệt, với lại một phần là ăn để cho nó có sự đề kháng á, tại vì tháng này á lạnh nè, nó dễ bệnh lắm. Mình ăn gà mà có hấp lá gừng này kia để giải nhiệt, giải độc tố trong cơ thể. Rồi, cả nhà đợi chút xíu nha. Rồi 5 phút. Nấu nãy giờ không biết làm sao rồi, bây giờ mình sẽ giải nắp nồi ra cho cả nhà xem thử nha. Anh Chanh đâu? Giải cho thử cho mọi nhà mọi người cùng xem trên đây. Nãy giờ thấy cũng sôi bụp 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 rồi đó. Cớp ha, trời ơi, lá gừng nè cả nhà. Hai con chưa chín đâu bạn ơi. Để tầm khoảng 15 phút nữa đi. Để lên đi. Rồi. Hẹn cả nhà chút xíu nữa nha. Rồi chắc giờ cũng đã có chín rồi mọi người. Giờ anh em mình sẽ dở ra cho mọi người xem nha. Để mình dở ra cho cả nhà xem. Wow, chín rồi anh Trần ơi. Quá thơm. Thơm quá trời ơi. Ta mình tắt bếp đi. Tắt bếp mình bỏ ra đây. Đấy. Sao ta lấy cái lá này nè. Tìm cách nào mình bỡ ra được mà, bỡ ra được. Mình bỡ lên á. Rồi. Đó, giờ nóng gì rồi. Rồi. Đó, cái nhà ơi. Mời cả nhà xem nè. Bây giờ gà đã chín rồi. À, trong quá đã luôn. Trong vòng chờ đợi. Bây giờ cũng đã đói rồi ha. Là, cái này mọi người, trời ơi, quá hấp dẫn luôn mọi người. Quá thơm. Dạ, quá hấp dẫn luôn. Thơm quá trời. Thế bây giờ mình sẽ có mùi thơm mà thấy thèm mà. Cho chanh vô. Giờ anh em mình. Ủa, em nhầm em thấy anh thiếu thiếu gì anh Chanh? À. Anh thiếu thiếu cái này gì? Là thiếu rượu á. Có rượu vô. Đây rượu đây, rượu đây. Rượu dạ. Có. Đợi gì nữa? Đi có rượu. Có rượu nhưng mà chị không có à. Đấy. Chưa bằng chanh rượu mà. Ăn này mà không có rượu à, thì xin lỗi. Đây là chai rượu trắng. Cái ly thù sẵn luôn à, có cái ly xịn luôn. Cái ly này người ta tặng á. Mua rượu người ta tặng cho mình đó. Đâu anh Chanh, bươi 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 đi ra thử anh Chanh. Em thấy thèm nó thơm dữ lắm rồi đó. Lá này mình ăn được không ta? À, lá gừng ăn được mà. Nè anh em ơi, gà chín ngon quá trời. Bây giờ mình sẽ ăn khè luôn rồi. Nồng quá. Ú, chanh không hạt luôn trời. Gần khè nè anh em ơi. Quá ngon, quá thơm. Thì là ăn trị gì vậy? Nói chung là ăn trị cảm thôi. Trị cảm, mùa này hơi bị cảm á anh em. Ăn này vô trị cảm. Đây là của ông Huy, bạn ra là thầy thuốc á, thuốc nam luôn á. Thử có hết cảm không? Hết ngày mai chắc bánh đó quá. Bây giờ khỏi mua thuốc tây uống, bây giờ ăn cái này là trị cảm nó hết luôn rồi. Yeah. Rồi xé đi, xé mời mọi người đi anh Chanh ơi. Xé bây giờ gà chín rồi, bây giờ xé gà ha anh em. Gà này dai á. Gà dai á. Ngon. Tôi chén nè, mua ớt nè. Bây giờ người con ha, con người nào người đó xé đi. Con người nào cũng dính đi dứt đi. Người nào người đó thực sự đấy, khỏi giành đúng không? Đó. Mời anh em dùng anh em ơi. Ui. Đây, quy mời à. Đây, quy mời à. Cả nhà nha. Quá mời. Con này là rượu. Con này là rượu. Bữa nay uống rượu trắng anh em ơi. Trời thơm quá anh ha. Mời anh em. Quá đã. Quá ngon. Quá đã. Đồ cái đồ nè. Mời mọi người nha. Quá ngon. Giờ gì nó ớp vô giờ nó hòa quyện á. Vừa mặn mặn rồi ha. Chấm thêm muối ớt vô nó chuẩn ngon. Nói chung cũng vừa ăn lắm mọi người. Chấm cái này còn ngon dữ lắm. Mưa ngon quá.
hiện tại kênh của Quy á cả nhà còn chỉ thiếu 1000 giờ thôi, nên mong cả nhà dán coi hết clip dùm Quy để cho Quy mau đủ giờ á cả nhà. Tại vì nhiều khi các bạn vô xem thôi mà không có coi hết cái video á, nên cái video nó không có đủ giờ, không đủ lượt tương tác, nên kênh của Quy nó chưa đủ giờ, còn thiếu tới 1000 giờ nữa. Mong tất cả các bạn yêu mến Quy, thích Quy thì hãy xem dùm Quy hết clip để cho Quy mau được bật kiếm tiền mọi người, để Quy có động lực Quy làm clip hay cho mọi người xem. Đúng ngon anh ạ. Rượu anh em ơi. Mời anh em. Nói chứ không biết gì ngon mà ăn bắp anh ạ. Ăn bắp là ngon nhất. Ra ngoài đồng nhà ăn cái gì cũng ngon. Có gan à. Gan đã hết biết luôn. Gà thịt hoa. Thịt nó dai nha. Gà đời. Gà tre. Khó ơi, gà tre. Quấy được ha. Đã. Ngon quá ngon. La này ăn được không? Okay. Tùy cảm ơi. Quá đã. Nay quý chị cho Chanh ăn cái này nè, nói bị cảm ăn lại hết luôn, bây giờ ăn thử nó có tối nay ngủ sáng có hết không. Quá ngon. Lá này ngon quá. Ăn vô ngon. Nó thơm. Nó gừng mà. Công nhận nó nóng. Ăn nóng đúng là ngon thiệt. Mà cảnh ngồi ngoài đông vậy nè, rất là tuyệt vời. Ở trong nhà ba đám ăn không ngon như vậy đâu. Quý ông đủ không? Uống ly. Hay là quyết. Quyết ghê. Mời anh em. Đuôi nữa. Có ca chi tên nè mọi người. Quy nó chỉ uống được nước ngọt thôi. Quy chỉ phải uống nước ngọt chứ không có mê những cái bia rượu nha. Bia đàn bà chê là đúng rồi. Nói chứ đâu phải ăn nhậu đàn bà mới khen đâu anh, phải biết à. Mình không nhậu chứ đâu phải vậy đâu anh. Nói chung là biết nhậu nhưng mà mình bỏ nhậu á cả nhà, chứ không phải là mình biết nhậu. Nói chung là biết nhậu mà tại mình bỏ nhậu. Ôi ngon. Nếu tính ra là một con gà, một người ăn chưa chắc ăn hết. Đúng rồi. Rất là ngán. Mà bữa nay mình ăn cho hết. Đúng không? Ừ. Nhưng mà biết hết nổi không nữa. Nói chứ mới ăn được chút xíu á, đầu rất là ngon luôn rồi. Nhưng mà là giá ăn hết con gà thì không biết ăn hết nổi không. Tại con này nó tính ra con nó tới 8-9 lạng lận, gần cả ký lô luôn. Cà tre thịt nó dai quá rồi. Mời anh em á. Clip sau á, anh em mình sẽ làm clip ăn con gà, phải xếp lại được bộ xương của con gà. Nghe hấp dẫn liền ha. Ăn con gà mà xếp lại được nguyên bộ xương nha, mới chịu nha. Chỉ ăn cái thịt thôi, xương lại hơn. Nhưng mà nhớ được kiện là ăn phải sạch xương. Nó nhờ đã bảo mình hiểu. Xương phải ăn cho sạch nha. Giờ mình sắp xếp lại ai ăn mà còn dư thịt này kia là không được á. Mình sẽ cắt được. Nếu mà ai ăn mà sạch sẽ con gà mà còn như giống như xương gì không nè. Mà xếp lại được hình con gà, người đó sẽ được 2 xị. Còn nếu mà người nào mà ăn không xếp được con gà, người đó sẽ tốn 2 xị. Chỉ bắt ăn cho hết cái xương đó luôn. Quá đã. Ngon quá.
quá ngon. Nó chưa một con này nó thiệt chịu ăn, ăn hết con gà có hơi bị ngán. Ừ. Nói chung là anh em mình mời mọi người ăn thêm miếng cuối này nữa, anh em mình kết thúc video mọi người ơi. Tại vì một con gà nói chung là mình ăn chưa chắc ăn hết nổi con gà, nên anh em mình ăn tới đầu tới. Mong cả nhà thông cảm nha. Hẹn cả nhà ở clip sau và anh em mình sẽ làm những clip hay hơn nữa. Chào anh em. Hẹn gặp cả nhà tiếp theo. Bye. Chào cả nhà miếng cuối. Yeah.